Kết nối mạng yêu. Trời ơi xấu lắm anh ạ. Livestream xấu lắm. Livestream ở đây xấu lắm. Chuẩn bị chặn 6 tháng rồi. Xấu gì thì like đi anh. Bích Hồng, chào Bích Hồng nha. Tắt đi. Ôi dồi ôi, live stream ở đây hơi xấu nha mọi người ơi, góc này hơi xấu à. Nhưng mà Linh vẫn live stream mọi người. Cá vàng màu xanh chào em. Chào Mai Ánh, ok chào tất cả mọi người nha. Ok chào tất cả mọi người. Đây, hiện tại tớ đang đóng hàng cho mọi người, cho những khách hàng ngày hôm nay đặt hàng. Tại vì rất là lâu rồi không live stream nên mà các chị em chắc hẳn là rất là nhớ Linh phải không? Có ai nhớ tôi không? Ngọc Huệ, chào Ngọc Huệ nha. Thanh Tú Thanh, chào Thanh Tú Thanh. Rất là lâu rồi do công việc mà Linh không thể live stream được nên hôm nay chế Linh live stream cho mọi người. Văn Cherry chào em, mọi người chia sẻ cho em một chia sẻ nha mọi người ơi. Chia sẻ cho em Linh nha, ai yêu quý em Linh chia sẻ cho em Linh một chia sẻ nha. Ai yêu quý em Linh chia sẻ cho em Linh một chia sẻ. Phạm Thiên Lý chào em. Ok, chào tất cả mọi người. Ok, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một bộ trị nám trắng da với lại một bộ... Anh ơi, Lý ơi, lấy cho chị một set trắng da lên đây em. Lên trên tầng 3 lấy cho chị một set trắng da. Đúng rồi, Phạm Thiên Lý ơi, chị cũng rất là nhớ mọi người. Linh cũng rất là nhớ mọi người ạ. Tại vì là khá là lâu rồi không thể live stream. Mà nick Facebook Linh Lê Tê nó bị chặn like rồi. Nếu mà ai ở trong Facebook biết được có người nào mà họ mở live Facebook á thì mọi người báo cho Linh nhá. Mọi người giúp Linh báo cho Linh để Linh nhờ họ mở cái Facebook cho Linh, hộ Linh với. Không phải bộ này. Mang lên bộ trắng da của cái bộ trắng da không ấy em, chứ không phải là bộ trắng da trị nám đâu. Bộ màu hồng ấy, bộ màu khoai em cầm á. Ok, Phạm Thị Lệ này, Thanh này, chào chị Phạm Thị Lệ Thanh này. Chào Thanh Tâm này, chào Ngọc Thảo này. Ok, chào tất cả mọi người chia sẻ live stream giúp em nhá. Khá là lâu rồi, không được gặp mọi người rồi. Rất là nhớ. Thật sự là rất là nhớ. Facebook chị bị chặn rồi, Phạm Quỳnh ơi. Facebook chị bị chặn nhá. Đây là vì do công việc ấy. Do công việc với cả là do là Facebook bị chặn nên mà chị không thể live stream được. Đành phải live stream trong nick Facebook của anh Ngọc này. Thì mọi người nếu mà mọi người chia sẻ. Anh ơi, điện thoại của em đâu anh nhở? Ừ anh xác nhận đi, anh xác nhận cho lên tường Linh Lê Tê đi. Xác nhận chưa? Ba Đào chào anh nha. Rồi ok, hôm nay Linh sẽ ra mắt cho mọi người một bộ sản phẩm trắng da. Có nghĩa là cái bộ này thì có lâu lắm rồi không live stream được. Đây mọi người này, cái bộ này thì mình trước đây là nó là bộ như này. Đây mọi người nhìn, để ý cho Linh nhá. Đây là một bộ trắng da trị nám tàn nhang mà hôm nay Linh giới thiệu cho mọi người đấy. Là cái bộ sản phẩm này với giá là 295.000, hôm nay đang xả hàng giá rất là rẻ với giá 190 nha mọi người nha, với giá 190. Và đây là cái bộ sản phẩm trắng da mà lâu nay Linh không thể giới thiệu mọi người bởi vì là Linh đang bị chặn live stream. Hà Trang chào Hà Trang, mọi người chia sẻ live stream giúp Linh ạ. Mọi người ai yêu quý Linh thì cho Linh một phát chia sẻ nhá. Nóng vãi. Cho Linh một phát chia sẻ. Ok, Như Anh đang gơ, chào Như Anh đang gơ nha, thiên thần Như Anh. Bật lên phát nó bay cái đạn lên cái đạn. Kiểu ghét cái đồ đau ấy. Gì nhỉ? Đấy, ok chào mọi người. Đây mọi người ơi, chúng tớ đang cùng nhau để đóng hàng đây, một đống hàng cho khách hàng đây. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Đang cùng nhau đóng hàng đây. Đây là bé Khánh Ly. Bé Khánh Ly chào mọi người đi nào. Bé Khánh Ly ơi. Ok chào mọi người, và bây giờ mọi người vào đông rồi thì chế Linh xin giới thiệu với mọi người một bộ sản phẩm đấy. Rồi, không có làm những chuyện khác nữa thì bây giờ Linh giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm này. Đây là bộ sản phẩm chuyên đặc trị cho những làn da đen.
dành cho những làn da đen nha các bạn nha. Để giống cho giống da mặt của Linh đây. Mọi người nhìn thấy da mặt của Linh rất là đẹp đây. Có đây có đây, mọi người có nhìn thấy rất là đẹp không? Thì mọi người nếu mà muốn trắng da thì mọi người inbox cho Linh nha. Đây mọi người muốn trắng da mọi người inbox cho Linh. Do là ánh điện do là đang đổi góc này. Phim thì nó hơi tối một chút xíu nha, mọi người thông cảm cho Linh là một hơi tối. Anh bật cái điện lên đi. Hơi tối một chút xíu. Tuy nhiên là mọi người tối như thế này thì mọi người mới nhìn rõ được cái sản phẩm nó như thế nào đúng không? Nhìn rõ được cái sản phẩm này. Nó hơi tối đúng không? Cái góc này livestream hơi tối đấy. Đấy, rất là tối luôn ý, mình cảm thấy rất là tối. Đây, đây là bộ sản phẩm chuyên đặc trị trắng da nhé, gồm 6 gói như này. Mọi người có thể sử dụng trong vòng 2 tháng. Mọi người lưu ý là có thể sử dụng trong vòng 1 đến 2 tháng. Thì tất tần tật các sản phẩm chính hãng thì nó đều có in này. Mọi người lưu ý này, nó đều có in hạn sử dụng và ngày sản xuất này. Có nghĩa là hạn sử dụng và ngày sản xuất này nó đều có in. Nó đều có in đầy đủ luôn. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy này. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Tất tần tật nó đều in đầy đủ nhá, nó là hàng chuẩn thì nó in như thế. Còn đối với lại những hàng không chính hãng thì nó không có đâu. Mọi người có tìm đi đâu nó cũng không có được cái in mà hạn sử dụng với lại ngày sản xuất đâu nhá. Mọi người lưu ý là riêng sản phẩm nhà Linh thì nó mới có như thế thôi. Cái đây là đặc trị trắng da. Đấy mọi người lưu ý nhá. Đấy, mọi người có cảm thấy là nó sáng hơn rồi không? Đóng cái cửa lại nó sáng hơn rồi nhá. Tại vì nó không bị lóa nhá. Đây, xin chào Hoàng Tuyết Nhung nha, Phạm Thủy, chào Phạm Thủy này, chào Mỹ Duyên, chào Mai Thế Thực nhá. Hello, 23 người, hello. Hello, 23 người. Trúc Linh Nguyên, chào Trúc Linh Nguyên nha. Đây mọi người ơi, chị em tớ đang đóng hàng cho khách đây. Thì đây là bộ sản phẩm mới ra mắt. Đây là bộ sản phẩm mới ra mắt, mọi người có nhìn rõ không ạ? Đây, rất là giật, đống sản phẩm nhà em đang rất là nhiều đây ạ. Đang trên xe thềm đây, rất là nhiều đây. Ok, chào mẹ Xuyên à nhá. Thì hôm nay bây giờ thì đang rất là ít, ý là bây giờ hiện tại thì salon đang rất là vắng. Nên mà Linh có thời gian livestream mọi người. Thì không biết là tối nay thì nó như thế nào. Cho nên là bắt buộc là phải livestream buổi trưa cho mọi người đấy. Thì đây là bộ trắng da, nếu mà ai lấy bộ trắng da ngày hôm nay thì Linh sẽ sell giá với giá là 190.000. Đó là giá niêm yết là 295 nhá. 295 sale còn 190 nhá các chế nhá. Đừng lưu ý là nó là sale còn 190. Nếu chế nào muốn trắng da, trắng da thì chế. Chế nào muốn trắng da thì chế sử dụng cái bộ này cho em Linh nhá. Còn nếu mà chế nào muốn trị mụn, trị nám gần nha. Đây các chế này, sản phẩm trị mụn, trị nám gần nhang nhá. Phương Còi, chào Phương Còi này. À cho ngắm Khánh Ly chút rồi, ok. Ok bác nha, bác Ngọc Anh nha. Đây chữa nám tàn nhang đổi mồi mụn mịn trắng da đây các bạn có thấy không ạ? Chữa nám tàn nhang đổi mồi mụn trắng da đấy các bạn yên tâm là tất tần tật các sản phẩm nhà em Linh đều rất là tốt và đều rất là thương hiệu nên các chế có thể là yên tâm 100% về sản phẩm. Các chế nhìn ra em là các chế biết rồi là sản phẩm có tốt hay không, là em Linh đã từng trải nghiệm rồi. Em Linh đã nói với các chế là em Linh trải nghiệm, là em Linh nói là em Linh làm, là em Linh đã trải nghiệm rồi. Và bây giờ thì các chế chỉ việc theo em Linh thôi, là các chế có một làn da đẹp hay không, là các chế chỉ cần theo em Linh là các chế đẹp rồi. Còn riêng em Linh là làm về mảng chăm sóc da, có nghĩa là em Linh vừa làm tóc vừa chăm sóc da, có nghĩa là vừa làm tóc vừa làm spa luôn ấy. Vừa làm, nói chung em Linh làm rất là nhiều thứ. Thì ở đây em phát luôn ba nhân viên đang tích cực làm việc đây nhá các chị nhá. Đây, đây là nhân viên Lê Ngọc này, nhân viên Khánh Ly và nhân viên Lý. Đấy, các nhân viên đang rất là tích cực làm việc để đóng hàng cho các chị. Đây đây các bạn đây nhìn đây, Khánh Ly ơi, cười đi. Khánh Ly. Ôi trời ơi, cười, ôi trời ơi. Cười đây mà, livestream đi con. Chim trên trời á. Đây này, like, đây đây. Đây. Con này đây. Đây mà, cười đi. Cười, ôi trời ơi, cười, ôi trời ơi, cười đẹp quá. Cười. Mọi người thấy Khánh Ly cười có đẹp không? Khánh Ly cười đi. Đúng rồi, cười. Cười to lên. Cười nữa đi nào, cười to lên. Đúng rồi, cười đẹp quá. Ngọc Heo yêu lắm. Ok, cảm ơn Ngọc Heo rất là nhiều. Đây, Mimi cười.
Đấy, bạn Lily, bạn đang kêu Lily đang đóng hàng cùng mẹ đấy. Mẹ trên Hà này đang thả tim này rất là nhiều nè. Ok, các tình yêu nếu mà muốn chặn ra chị nám chị mụn tàn nhang thì các tình yêu inbox cho em Linh nha. Chị mụn, chị nám tàn nhang, chị đổi mồi, em Linh, đặc biệt là em Linh bao cho các chị em là hiệu quả 100% luôn. Bản thân em Linh đang dùng, bản thân em Linh đang dùng và em Linh hứa là nó sai là bất lộc bán hàng luôn. Đấy, bản thân này 30 người xem này, nhiệt như thế. Hạt cát nhỏ, cảm ơn hạt cát nhỏ rất là nhiều nha. Đây là bộ sản phẩm trắng da. Cho lại gần màn hình đi. Ok. Em ơi này, con ơi, cười đi. Cười đi. Cười đi. Cười nhiều xấu con mổ. Cười đi, cười đi. Úp cho cái mặt này. Thôi xấu lắm tự nhiên. Xấu lắm thôi. Đình Đạt, chào Đình Đạt nha. Thôi nó xấu quá, không thể livestream gần được. Đây nha mọi người ơi, đây là bộ sản phẩm trắng da. Còn Linh nhắc lại với mọi người, đây là sản phẩm trị nám trắng da. Nó vẫn có tác dụng trắng da, tuy nhiên là nay mới về cái bộ này. Có nghĩa là cái bộ này là trắng da chuyên sâu. Trắng da chuyên sâu là dành cho những bạn da đen mà nó không có mụn, không nám, không tàn nhang, không có đôi mồi đấy. Có nghĩa là nó đơn giản như thế thôi. Các bạn nghĩ là nó trắng da chuyên sâu thì nó là không mụn, không nám, không đôi mồi, không, chỉ có đen thôi là có thể sử dụng cái bộ này và nam nữ sử dụng được hết. 6 món nhá. Nó mỗi ngày nó lên cho các chị em, mỗi tuần nó lên cho các chị em 20% tông. Linh cam kết cho các chị em là điều cười giống bác Ngọc Anh rồi. Đúng rồi, cười giống mẹ Linh với bác Ngọc Anh. Ngày trước đi Pepsi toàn cười hô hô. Đây nha các chế nhá, nó lên tông này. Các chế có thể là xem nó, có các chế có thể là xem soi được cái da của mình đây, mức độ này 20% này, 30%, 40, 50, 60 này. Nó mỗi hộp như này các chế có thể lên 60% tông da. Các chế có thể lên 60% tông da nhá. Các chế lưu ý là một hộp như này 6 thứ nó có thể lên được 60% tông da các chế nhá. 60% tông da. Còn đối với bộ trị nám trắng da tàn nhang thì hiệu quả sau 7 đến 20 ngày các chế đã thấy hiệu quả rồi. Các chế lưu ý một điều như thế nhá. Thành Thủy, chào Thành Thủy nhá. Ngọc Sinh, chào Ngọc Sinh. Còn hôm nay là Linh giới thiệu thêm một bộ trắng da body. Có nghĩa là các chế sử dụng mặt rồi, trắng da mặt rồi nhưng mà body các chế vẫn phải trắng. Bởi vì là em Linh mà hôm nay đang đi du lịch về nên mà da nó hơi đen một chút xíu này. Các chế có nhìn thấy nó đen hơn một chút xíu không? Mới đi du lịch về là nó hơi đen một chút xíu. Đây các chế nhìn đây, bộ trắng da body nhà em Linh đây. Tặng một tắm trắng nhá. Tặng một tắm trắng Nam Anh Khương cao cấp. Một sản phẩm body nhà em Linh có thể sử dụng 5 đến 6 tháng luôn nhá. Có thể sử dụng 5 đến 6 tháng. Còn riêng sản phẩm nhà em Linh là cam kết chất lượng 100%. Đấy, chế nào muốn trắng da chưa? Chị nám tàn nhang thì các chế cố gắng là inbox cho em để em tư vấn kỹ hơn. Em đang rất là nhiều thời gian để tư vấn cho các chế. Đúng rồi, giỏi quá. Còn riêng về mặt spa thì các chế có muốn em tư vấn gì không? Nhà em là hút chì 50k này. Điện di nâng cơ các thứ là đều là 50k hết nhá. Các chế yên tâm 100% là giá rẻ nhất thị trường hiện tại. Sơn gel nhà em chỉ có 50k một bộ thôi. Mà đối với sơn gel ở huyện Nga Sơn mình đang là 80k một bộ nhá. Em làm rất là giá cả rất là hợp lý và đặc biệt là hiệu quả nó rất là cao. Đặc biệt là chăm sóc da mặt này, combo cả rất tần tật này. Hút chì này, hút mụn này, nâng cơ này, điện di này, thẩm thấu này, với lại điện di, thải độc ý. Có nghĩa là tất tần tật các dịch vụ chăm sóc da mặt, đắp mặt nạ là đồng giá là 99k. Sử dụng đắp mặt nạ trong vòng 1 tiếng rưỡi. Có nghĩa là combo em làm cho các bác là 1 tiếng rưỡi với giá là 99k thôi. Còn tất cả các dịch vụ lẻ đẻ là 50k một dịch vụ. Gội đầu chỉ có 20k thôi. Còn đặc biệt là tóc tai này nhuộm màu gì cũng được, ép uốn như nào cũng được, miễn là giá là 299k một đầu. Đó. Các chế cần tư vấn gì về các liệu trình nữa không thì để em Linh tư vấn luôn. Phun xăm này hay là mắt môi mày gì đó em tư vấn luôn cho các chế nhá. Đấy, em tư vấn luôn cho các chế 100% là em tư vấn rất là kỹ. Và đặc biệt là em nói không có nói kiểu hoa hoa hết hết đâu.
kiểu là mình nói thẳng tay ra hút chỉ thải độc là hút chỉ thải độc, chứ không có kiểu là hút chỉ thải độc trẻ hóa làm da các kiểu. Em không nói kiểu đó đâu, kiểu là văn hoa cái kiểu gì thì kiểu, nhưng mà mình nói cái kiểu ngắn gọn để cho mọi người có thể hiểu rõ về cái dịch vụ nó như nào, là gồm những bước như sao. Ví dụ như hút chỉ thải độc thì gồm là tẩy tế bào chết này, rửa mặt này, xông hơi này, sau đó là hút chỉ. Đấy, đó là cái dịch vụ hút chỉ thải độc 50k, nó như thế. Ok, các chế chia sẻ livestream giúp em nhá. Các chế ơi, đang đóng hàng cho khách nhá. Chế nào muốn mua hàng hay là muốn trắng da, các chế inbox cho em để mình có thể tư vấn cho các chế. Bởi vì là cái mà mình có thể tư vấn cho các chế là bằng đúng cái tâm của mình. Mình bán hàng là cực kỳ uy tín luôn. Và spa của mình là, đặc biệt là spa của mình là lúc nào nó cũng chào đón các chế một cách rất là nồng nhiệt. Đến đây chủ yếu là các chế buôn chuyện với em thôi, với cả là chăm sóc da thôi, vừa chăm sóc da mà vừa thoải mái stress ý, nó biến hết khỏi đầu luôn nhá. Riêng mà đến với em Linh thì chỉ có tuyệt vời trên cả tuyệt vời thôi. Đây các chế này, thì sản phẩm nhà em Linh đang đóng hàng cho khách xỉ nhá. Các chế nhìn đây, đây các chế nhìn thấy không ạ? Đây mọi người đang đóng hàng đây, đang đóng hàng cho khách xỉ đây. Khách xỉ hôm nay khách xỉ lấy hàng rất là nhiều nên mà đành phải đóng hàng đấy. Các chế nhìn thấy thực tế hàng hóa nó đi như thế nào để các chế biết là chất lượng nó như sao thôi. Còn em Linh muốn tư vấn cho các chế về các dịch vụ trắng da và các loại máy thì bây giờ em Linh sẽ xuống spa và salon thì em Linh sẽ tư vấn các chế kỹ hơn nhá. Bây giờ các chế cùng em Linh đi tham quan một phòng salon và spa nhà em Linh nhá, để cho các chế có thể là cái dịch vụ các chế tin tưởng hay không, thì các chế nhìn vào các đồ dùng này hay là tất tần tật các máy móc nhà em Linh thì các chế sẽ hiểu hơn về các sản phẩm nhà em Linh. Đây, chúng ta cùng nhau thứ nhất là đi xem cái sản phẩm mà em Linh đang dùng trước nhé. Đi xem vào nhà tắm xem cái sản phẩm mà em Linh đang dùng, đó là cái sản phẩm trị nám trắng da tàn nhang mà em Linh đang dùng đây. Các chế có thể vào trong này các chế xem nhé, bản thân em Linh đang dùng này, các chế nhìn này, bản thân em Linh đang dùng nhé, sản phẩm trắng da trị nám tàn nhang này. Đấy, em Linh đang dùng nhá. Đây là nhà tắm nhá em Linh. Đây, các chế nhìn đây, tất tần tật sản phẩm nhà em Linh này em Linh đang dùng. Và bây giờ thì em sẽ cho các chế tham quan một vòng cái spa cũng như là cái salon nhà mình nhá. Các chế có nhìn thấy ở dưới không? Đây là những cái mà những cái dịch vụ tốt nhất dành cho các chế. Đây, đây là bàn làm móng của em Linh này, bàn spa này, với cả là một số các loại tóc tai đấy, làm tóc ấy. Các chế nhìn nhá, các chị tham quan nhà em Linh một chút xíu nhá. Nhà em Linh thì em Linh có quay rồi đây, rất là, nói chung là không gian thì rất là rộng rãi và các bác có thể là chăm sóc da thoải mái. Thì ngoài ra thì em quay luôn cho các chế này, thì em Linh có bằng về chăm sóc da chuyên sâu đây của thẩm mỹ viện thẩm mỹ quốc tế Paris nhá, với lại em Linh có phun xăm thẩm mỹ chuyên nghiệp đây. Đây là em Linh đã có bằng nhá, tốt nghiệp loại xuất sắc đây ạ, nên các bạn yên tâm 100% nhé. Đấy, viện thẩm mỹ đây ạ, đây phun xăm thẩm mỹ chuyên nghiệp đây các chế nhá. Riêng nhà em Linh thì đây các chế nhìn tất tần tật mực phun xăm nhà em Linh là hoàn toàn bằng mực VIP collagen, mực Mỹ, mực của Mỹ nhá. Còn riêng nối mi của em Linh là hoàn toàn là mi của meter tầm đấy. Đấy, mi rất là đẹp. Và đây các bạn nhìn thấy, đây là em Linh làm đẹp này, cái này em Linh học móng ở cái học viện dạy làm đẹp của Hồng Kông. Đấy là em Linh học móng ở đó, nên mà tất cả các sản phẩm hay là bất kỳ những cái mà em Linh học được là hoàn toàn. Còn tất cả đấy là các dịch vụ nhà em Linh. Đây, các dịch vụ nhà em Linh: trang điểm này, hút chỉ thải độc này, mặt nạ trẻ hóa này, hút mụn hút dầu này, đắp mặt xông hơi này, làm trắng răng này, tato mini này, điện di nâng cơ này, đốt mút nút ruồi mụn thịt này, tất tần tật là đồng giá là 50k. Đấy các chế nhìn nhá, các chế nhìn nhá, tất tần tật đây sản phẩm đây, hay là tất tần tật những cái gì mà em Linh giới thiệu các chế là hoàn toàn là em Linh rất là tâm đắc và em Linh đã tìm ra những cái sản phẩm mà nó tốt, nó thương hiệu đấy. Tất tần tật những cái gì mà em Linh dùng đều là nó là sản phẩm thương hiệu hết, từng cái chai gôm hay là những cái mà ép tóc hay là những cái mà em Linh làm cho các chế là đều là những cái sản phẩm là cực kỳ là uy tín và chất lượng đấy, cho nên các chế yên tâm 100%, kể cả phần trang điểm em Linh cũng thế,
trang điểm là hoàn toàn là sản phẩm này, hoặc là những cái cây cọ rất là chuyên nghiệp. Có nghĩa là làm những cái gì thì nó chuyên nghiệp hơn là nó tốt. Đây còn da thật của em Linh đây, các chị nhìn này. Môi em Linh là đang phun xăm nhá, còn môi thì đánh son từ hôm qua rồi nhưng mà nó trôi hết rồi. Đấy. Khi các chế đến nhà em Linh thì đặc biệt là được chăm sóc rất là tận tình. Đây, nó rất là tận tình, và đặc biệt là tất tật tật những cái gì mà em Linh mang đến đều là những cái tốt nhất cho khách hàng. Các chế nhìn nhá, đây, những cái sản phẩm nhà em Linh dùng này. Có những ai mà đang là thợ làm tóc thì mọi người nhìn qua mọi người cũng biết là cái sản phẩm nhà em Linh dùng thì nó như nào. Đây các chế nhìn nhá. Đấy. Đây, riêng về dầu gội thì em Linh có rất là nhiều dầu gội. Còn riêng về uốn thì em Linh uốn bằng đây, bằng glass nhá. Đây các bạn nhìn đây. Đây là sản phẩm uốn nhà em Linh. Sản phẩm uốn rất là tốt. Và đặc biệt là em Linh có cả về tinh dầu khử mùi. Có nghĩa là cái này là dành cho những bạn nào mà các bạn kiểu là bị có bầu ý, hoặc là có con nhỏ ý, thì các bạn sẽ không cảm nhận là thấy có một cái mùi hóa chất hay là như nào đó, thì các bạn không thể thấy được, không thể ngửi thấy mùi hóa chất hay là như nào, các bạn sẽ không thể thấy. Ok, Tuyến Nguyễn, chào chị Tuyến Nguyễn nhá. Còn tất cả các bảo màu tóc nhà em Linh thì có rất là nhiều các loại màu. Đây các bạn nhìn thấy đây, và tất cả các loại màu và bảo màu thì nó rất là tốt đây. Đặc biệt là em Linh sử dụng thì có một số các loại, các dòng giống như là kiểu là SH này, hay là đây, SH này, hay là những cái sản phẩm màu nhuộm, ví dụ như là của Seoul này, sản phẩm của Hàn Quốc này, tại Seoul này, hoặc là những sản phẩm của, nói chung là em Linh thì tùy giá, nói chung là các bạn có cả giá đắt và rẻ nữa, thì nên là các bạn sẽ được trải nghiệm là đắt rẻ nó khác nhau. Đấy là em Linh giới thiệu qua. Còn đây em Linh cũng giới thiệu qua các bạn chế đây. Đây là sản phẩm, đây là máy hấp nhà em Linh, thì nó là hấp chuyên sâu, có nghĩa là nó hơn được những cái máy hấp bình thường của em Linh ngày trước dùng. Cái máy hấp bình thường của em Linh ngày trước dùng thì nó có tác dụng là phục hồi tóc, tuy nhiên là nó không được chuyên sâu như là cái dòng máy hấp mà nó cao cấp hơn, có nghĩa là nó sẽ chuyên sâu hơn một chút xíu. Xin Nguyễn chào chị yêu nha, Mai Thúy nhá. Còn bây giờ thì chúng ta lại bắt đầu lên phòng để chúng ta có thể là nhìn các nhân viên của chúng ta đang đóng hàng cho khách này, đang đóng hàng cho khách nhá. Các bác thì em giới thiệu qua thôi, hôm nay em hâm hâm lên là em rất là rảnh, bởi vì là đang rất là ế. Đây các cháy nhìn em đang rất là ế đây, em đang ế lắm rồi đây, giống như bạn Nguyệt nói, bạn Nguyệt trong cái phim mà Tìm Lại Bầu Trời đây. Các bạn nhìn đây, đây là tất tần tật những cái gì mà em Linh nói, em Linh quảng cáo thì em Linh giới thiệu. Và tất tần tật những cái gì thì đây là những khách hàng từng trải nghiệm rồi. Và các bạn lấy hàng, một số lượng hàng lớn như thế này, thì các bạn nghĩ là cái sản phẩm nó có thương hiệu hay không? Nó có thương hiệu hay không? Nó có chất lượng hay không? Là phụ thuộc vào sản phẩm nữa. Có nghĩa là cái hàng có thương hiệu, nếu mà nó có thương hiệu thì nó mới đi được với số lượng rất là nhiều như thế này, đúng không ạ? Thì những ai muốn trắng da, trị nám, trị mụn tầng nhang, hay là những ai mà muốn làm cái gì đó thì mọi người có thể inbox cho Linh, kể cả tiêm filler hay là nhấn mí thì mọi người có thể inbox cho Linh nhá. Rồi ok, chào tất cả mọi người. Ok, chào tất cả mọi người và hẹn mọi người là gặp lại một cái livestream lần sau ở trên nickface của Linh Lê Tê nhá. Bởi vì là nickface Linh Lê Tê đang bị chặn, Linh cũng đang cố gắng hết sức. Có nghĩa là Linh đang cố gắng hết sức mình để mở cái livestream ra để có thể nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Bởi vì cái nickface này thì cái sự tương tác nó rất là ít. Ok, chào tất cả mọi người nha. Và rất là cảm ơn 57 hay 58 lượt chia sẻ của các chị em nhá. Ở đấy, rất là yêu quý của em Linh. Đấy, em Linh cảm ơn tất cả các chị em nha. Chào tất cả các chị em nha.